1 cùng nhau giải đáp. Tôi giành chiến thắng trong trò chơi phụ sẽ giành được một quyền trợ giúp từ anh ba cùng. Luật chơi như sau: trong 3 phút, mỗi đội sẽ lần lượt cử ra một thành viên chịu đựng thử thách. 3 thành viên còn lại sẽ trả lời lần lượt 10 câu hỏi của chương trình. Tôi chơi có thể bỏ qua câu hỏi khó và quay lại trả lời sau. Mỗi đáp án đúng sẽ nhận được 4 điểm thưởng. Trong thời gian 3 phút trả lời câu hỏi, nếu thành viên của đội ngừng chịu đựng thử thách thì cả đội sẽ ngừng trả lời câu hỏi. Kính thưa quý vị và các bạn, và bây giờ chúng ta đang quay trở lại với dòng thi đấu đầu tiên được mang tên Cùng Nhau Giải Đáp. Và đến với dòng thi đấu này thì chúng ta sẽ có thời gian cho mỗi đội là 3 phút với 10 câu hỏi. Và một phần thử thách, chịu đựng thử thách đó chính là phần chịu đựng của hai người khách mời là Trọng Hiếu và Thùy Dương. Và thử thách sẽ là chúng ta sẽ đứng ở ngay chỗ cái ô vuông này và từng món bạc với cái vật. Cứ vậy hoài luôn hả? Đúng rồi. Chưa rào hết câu hỏi thôi. Hết câu hỏi thôi. Trời ơi trời. Nhớ nghe. Mà không có được di chuyển ra khỏi cái ô vuông nha. Kính thưa bà con cô bác, và đây là phần trợ giúp Hiếu Huyền sẽ trao lại cho đội của Hiếu. Hiếu sẽ trao lại cho anh em của mình. Và nhớ là câu hỏi nào mình cảm thấy khó quá thì mình sẽ dơ lên để mình yêu cầu phần trợ giúp của anh ba cùng. Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thi của đội Mùa Giang Bội Thu. Kính thưa bà con cô bác, và bây giờ chúng ta sẽ đến với 3 phút thời gian của đội Mùa Giang Bội Thu. Và bây giờ chuẩn bị nha. Khi mà mình kêu bắt đầu là Hiếu Tân luôn nha. Dạ. Thời gian bắt đầu. Giai đoạn đồng rễ lúa phát triển theo chiều ngang hay chiều sâu? Chiều sâu. Chính xác. Di tích đền thờ Bác Hồ nằm ở đâu của tỉnh Hậu Giang? Xã Lương Tâm. Hả? Xã Lương Tâm. Chính xác. Hãy cho biết nguyên nhân nào làm lúa bị lép cậy? Thời tiết. Bị gì? Thời tiết. Còn nữa. Thời tiết chưa phải, chưa chính xác. À, dư đạm. Có phấn. Dầu. Dầu qua không? Dầu lá. Dầu qua, dầu qua. Trong chương trình một phải và năm giảm thì một phải có nội dung là gì? Giảm lúa, giảm phân. Giảm giống. Một phải thôi, phải gì, phải sử dụng gì? Giảm giống. Không, phải sử dụng gì? Phân, giảm phân. Qua. Vâng, nhanh hơn. Cho biết đây là bệnh gì trên cây lúa? Vi khuẩn. Hả? Vi khuẩn. Mấy vi khuẩn. Đâu không? Chính xác. Khi ruộng lúa bị dư đạm, lợp lá thì cần làm hai việc gì để lúa không bị bộc phát bệnh, ít bị đổ ngã? Chịt xịt mắt. Hả? Chịt thuốc. Nè. Khi ruộng lúa bị dư đạm, lợp lá thì cần làm hai việc gì để lúa không bị bộc phát bệnh, ít bị đổ ngã? Phun ngừa. Phun phi lia. Xả nước ạ. Rồi, trợ giúp. Rồi, rây nâu tới ruộng giai đoạn mạ gọi là rây gì? Rây trưởng thành. Rây chú. Chính xác. Làng trầu lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long tọa lạc tại huyện nào của tỉnh Hậu Giang? Vị Thủy. Chính xác. Vì sao phun thuốc trừ bệnh vi khuẩn không nên phun khi lá lúa ướt? Vì lây lan. Sao? Lây lan. Chính xác. Nhìn hình và cho biết đây là hiện tượng gì trên lúa sắp thu hoạch? Hiện tượng lúa lộn. Lúa gài, lúa cỏ. Rụng lúa mầm. Lúa cỏ bị rụng hạt. Chính xác. Hãy cho biết nguyên nhân nào làm lúa bị lép cậy? Nó thiếu gì đó? Thiếu nước. Mình ăn uống không đủ là thiếu gì? Thiếu canxi. Thiếu chất. Thiếu dinh dưỡng. Cái gì? Con gì nó cắn? Sông gai. Chính xác. Trong chương trình một phải và năm giảm thì một phải có nội dung là gì? Giống sát nhạc. Chính xác. Hết chưa? Kính thưa bà con cô bác, như vậy chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng đội Mùa Vàng Bội Thu đã trả lời được 9 câu hỏi và một câu trợ giúp nữa. Chúng ta đã có 10 câu trả lời chính xác. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của đội Hương Lúa Hậu Giang. Bà con ơi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho đội Hương Lúa Hậu Giang nha. Chuẩn bị, thời gian 3, 2, 1, bắt đầu. Bệnh nám bẹ, bệnh cạo gió là tên gọi của loại dịch hại nào trên cây lúa? Nhanh nhé. Chính xác. Tên một dòng kinh có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp ở Hậu Giang? Sát nhà nó. Chính xác, hay quá. Vết mắt én, bệnh đạo ôn sẽ lây lan nhanh do đâu? Gió.
Dạ nấm. Vi khuẩn. Phát tán gì? Phát tán nấm. Chính xác. Nhện vé tấn công sẽ gây tác hại gì trên cây lúa? Lem lép. Lem lép. Hả? Lem lép. Chính xác. Nhìn vị trí khoanh tròn và cho biết ở cổ lá lúa đang bị dịch hại gì? Cầu lá. Lá. Chính xác. Phun thuốc trừ rầy nâu cần kết hợp biện pháp nào để đạt hiệu quả cao? Tối một, tối hai. Phun thuốc trừ rầy nâu cần kết hợp biện pháp nào để đạt hiệu quả cao? Nước. Nước. Bơm nước lên. Nâng nước sao? Nâng nước lên bơm. Cao. Để... Nâng nước lên phải không? Dạ. Chính xác. Đây là một thương hiệu bưởi năm roi nổi tiếng của tỉnh Hậu Giang. Đó là thương hiệu gì? Bưởi năm roi gì? Bưởi nhất. Hả? Phú hữu. Phú hữu. Chính xác. Tại sao việc quản lý chuột đồng gây hại lại gặp nhiều khó khăn? Vì chuột di chuyển nhiều chỗ. Rồi gì nữa? Xanh đẻ nhanh. Đẻ nhiều. Xanh đẻ. Chính xác. Vì sao sâu cuốn lá gây hại ở giai đoạn đồng chỗ sẽ làm giảm mạnh năng suất? Làm cuốn hết lá đồng. Hả? Cuốn hết lá đài để không mà không hấp thu được thụ phấn. Không hấp thu được dinh dưỡng. Nghe lại câu hỏi. Vì sao sâu cuốn lá gây hại ở giai đoạn đồng chỗ sẽ làm giảm mạnh năng suất? Bị... lúa đó không còn ra gì. Bởi vì ăn hết lá đồng rồi nó không bị... còn tinh bột để cung vô hạt lúa. Chính xác. Rồi có mười. Đây là dụng cụ gì? Đây là dụng cụ gì đây? Bản so màu lá lúa. Cái gì? Bản so màu lá lúa. Cái gì đâu lá lúa đây? Đây là dụng cụ gì? Cầm đi nè, cầm nè, coi kỹ đi. Trời. Để đo cái gì? Để đo chiều cao. Đo bằng trời nước. Ơi. Để đo bằng nước. Để đo bằng nước ruộng lúa. Cái gì trời? Để đo. Đo độ pH. Chính xác. Giờ. Hết giờ. Thôi này. Ê, em vẫn còn tương tiếp nha. Em làm rớt hả? Đâu có rớt gì đâu. Rớt rớt rồi đó. Hết giờ rồi mới rớt. Cái điều gì các bạn? Và như vậy là đội Hương Lúa Hậu Giang cũng đã xuất sắc trả lời hết cả 10 câu hỏi. Trong đó cái hình cuối cùng thì nó hơi ảnh hưởng tới tôi chút xíu nha. Đang nghĩ sao cái giày mà anh mới kêu là đo chiều cao. Vâng, xin được chúc mừng đội Hương Lúa Hậu Giang. Kính thưa bà con cô bác, và bây giờ anh Bắc Cùng sẽ là người hỗ trợ câu yêu cầu. Dạ. Câu của đội trợ giúp là cái câu số 6. Khi ruộng lúa bị dư đạm, lập lá thì mình làm hai việc gì? Cái câu này rất là dễ bà con mình làm thường mà mình không quen đó. Đầu tiên là mình rút nước. Và cái thứ hai là mình phun cái chế phẩm mà có chứa cái kali canxi silicate để cho cái lá nó cứng lại. Nó cứng chắc lại thì nó không có bị phượt, không bị dư đạm. Còn một số câu mà chúng tôi muốn nhân cái dịp này để chia sẻ với bà con mình về cái đội mùa vàng bội thu thì có cái câu số 3 đó. Bà con biết là cái lép cậy nó có nhiều nguyên nhân lắm. Thiếu dinh dưỡng cũng là một nguyên nhân, thời tiết nãy các anh nói cũng là một nguyên nhân, hoặc là cái sâu bệnh cũng là một cái nguyên nhân nó thiếu dinh dưỡng. Và trước đây bà con mình có dùng cái biện pháp để mình bón nước hạt đó, để mình tăng cái tỷ lệ hạt chắc lên. Thì hiện nay thì người ta không có dùng cái cách đó nữa. Và người ta sử dụng cái cách mình kêu cho nó dễ nhất là phun phân nước hạt. Nhưng mà bà con mình nhớ, cái vấn đề vô gạo là cái kali là nó quan trọng nhất. Thành ra ở giai đoạn công trái me và đổ đuôi bông cái, nếu sử dụng phân nước hạt thì bà con nên chủ động chọn cái loại phân có chứa cái chất kali hữu cơ thì nó sẽ tốt hơn. Một cái câu nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ với bà con mình, cái vi khuẩn. Bà con nhớ là vi khuẩn là nó lây từ vết thương. Và nước là cái môi trường thuận để cho nó di chuyển đi để nó lây lan. Thành ra sau cơn mưa hoặc là trời mưa đó thì bà con mình không được phun thuốc vi khuẩn. Cái thứ hai là sau khi mưa là bắt buộc vi khuẩn mình phải phun lại. Bà con biết là cái thuốc vi khuẩn thường là nó khoảng 5 ngày là nó hết thuốc rồi. Nó giảm tác dụng, thì khi giảm tác dụng thì cái hiệu quả phòng trừ nó thấp lắm. Thành ra bà con nhớ sau khi phun khoảng 5 ngày kiểm tra lại. Nếu còn phun tiếp, không còn thì thôi. Và sau cơn mưa bắt buộc chúng ta phải phun lại. Và lá lúa ướt là không được lội vô. Đây chúng tôi muốn sẵn đây chia sẻ cho bà con mình cái kinh nghiệm mình làm sao mình biết vi khuẩn hết. Ví dụ như bữa nay bà con mình phun thấy cái lỗ vi khuẩn bị bằng thuốc dê đi. Ngày mai mình phun xong 3-4 ngày sau mình ra kiểm tra, nó bằng thuốc dê là nó hết. Có nghĩa là nó không lây lan, nhưng mà nó ra thúng dạ là nó còn. Thành ra bắt buộc chúng ta phải phun lại. Cái đó là cái kinh nghiệm của bà con mình. Còn đối với cái đội Hương Lúa Hậu Giang thì đội quá xuất sắc, trả lời đúng 10 câu luôn. Nhưng mà chúng đây chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm cho bà con mình để bà con mình rõ. Cái câu số 3 là vết mắc én đậu ôn sẽ lây lan nhanh do đâu? Là do nó phát tán vào tử. Bà con biết là cái đầu tiên của đậu ôn xuất hiện là cái vết chấm kim.
nó bằng đầu cây kim á. Rồi sau cái đầu cây kim đó là nó mắc én bằng giống như con chim én vậy đó. Và lúc chấm kim thì nó chưa có phát tán bào tử. Thành ra mình sử dụng thuốc để mình quản lý cái đô ở thời điểm chấm kim là thuận lợi nhất. Còn ở giai đoạn mà nó mắc én nó phát tán bào tử rồi, bà con mình phun cái hiệu quả nó không có cao. Do đó người ta khuyên mình là cái thời điểm mà sau cái cử phân thứ hai á, thường cái đậu ôn nó xuất hiện, bà con mình ngăn chặn ở thời điểm đó là thuận nhất. Còn đối với cái đậu ôn cổ lá thì bà con mình nhớ thì nãy bà con mình quá gành đây. Nhưng mà bà con mình nhớ thường thường mà cái năm nào mà có đậu ôn cổ lá nhiều là coi chừng đậu ôn có bông. Thành ra bà con mình nhớ ha. Mình có nhiều cái loại đậu ôn lá nằm trên lá, đậu ôn cổ lá nè. Ha. Năm nào mình thấy cái kinh nghiệm mình thấy là thời tiết mà nó bất lợi mà đậu ôn cổ lá nó xuất hiện thì coi chừng cái chỗ đó là cái đậu ôn nó cổ bông nó lên. Biết như vậy để bà con mình phun ngừa thì nó sẽ hay hơn. Ha, đó là cái câu số 5. Là đậu ôn cổ lá đúng rồi, đưa đúng hình rồi phải không? Đậu ôn cổ lá đúng rồi. Đó, thấy chưa? Ghê không? Còn cái câu số 10 mà bà con mình đang chưa rõ đó là cái đây là dụng cụ gì? Đây là cái giấy đo pH nha bà con, chứ không phải là giấy cái bảng để so màu lá lúa. Cái này để mình đo độ phèn á, phèn ở trong đất hoặc là trong nước của mình. Thành ra bà con nếu bà con cần cái dùng mình là dùng phèn. Thường là nó bị ảnh hưởng cái vấn đề thuốc á, nghĩa là cái hiệu quả khi mà chúng ta pha thuốc vô cái nước phèn nó không cao. Bà con có thể dùng cái miếng giấy đo pH này, bà con mình đo cái pH trong nước. Nếu mà trên 5.5 thì bà con mình pha thuốc nó an toàn. Dưới 5.5 bắt buộc chúng ta phải điều chỉnh cái phèn nó cho nó giảm lại bằng cách là chúng ta cho một muỗng vô một cái thùng bê 20 lít á. Mình đổ vô là pH nó tăng lên khoảng 5.5 là bà con mình pha thuốc nó an toàn và thuốc nó đảm bảo là chất lượng. Đó là một số lưu ý muốn chia sẻ cho bà con mình. Rồi, ông nhớ nha. Ông nghĩ sao cái giày mà ông kêu là đo chiều cao. Làm sao mà đo chiều cao được, cái gì làm sao đo chiều cao được. Rút kinh nghiệm đi. Đo nghe anh Hiền nữa. Đo cái tôi cái kia. Dân, xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là quý báu về kinh nghiệm nhà nông của anh kỹ sư nông nghiệp, anh Trương Hồng Phong. Chúc mừng hai đội đã có được số điểm là 40 điểm, tương đương với 4 triệu đồng.